Xin chào toàn thể các bác quý chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến. Hiện tại Minh Chiến đang có mặt ở trong Vincom Megamall Ocean Park 1. Ngày mai thì là ngày 23 tháng 7, tức là thứ ba, thì Minh Chiến đã có mặt ở trong này để hỗ trợ anh chị khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc căn cọ xanh 16, mà Minh Chiến đã hỗ trợ anh chị lấy được một sản phẩm có thể nói đầu tư chắc thắng ở tại dự án Vincom Ocean Park 2. Ngày mai thì thời tiết khá là mưa các bác ạ. Thời tiết rất là mưa và ngày mai cũng có một số cái thông báo liên quan đến cái chính sách chiết khấu 7%. Đây. Ngoài hiện tại đang rất là mưa các bạn ạ. Rất là mưa. Cái chính sách 7% dành cho các bác quý chị về ở sớm thì còn khoảng 7 ngày nữa là kết thúc rồi. Vậy nên là các bác quý chị mà chúng ta đang đi tìm hiểu thì có thể tìm hiểu nhanh để đưa ra cái quyết định cho cái giai đoạn đầu tư, một cái điểm rơi của chính sách, cái điểm rơi của thị trường ở trong cái giai đoạn hiện tại. Và hiện tại như cái từ những cái video trước mà Minh Chiến có chia sẻ, một căn cọ xanh loanh quanh hàng 63 m, một căn cọ xanh 63 m trước đó giá thanh toán sớm khoảng 7,1 cho đến 7,2, thì đơn giá hiện tại một căn nó rơi vào khoảng 7,3 đến 7,4 là căn rẻ nhất, hay là sẽ khe thì một căn là 9,1 là thanh toán sớm, thì bây giờ một căn nhỏ nhất ở bên Hải Âu là 9,4. Vậy nên là tất cả những cái dòng có đơn giá thấp nhất ở thị trường ở Ocean Park gần như là bay rất là nhanh. Cho nên là các bác quý chị mà chúng ta đang đi tìm mua đầu tư thì chúng ta em nghĩ là cái tính thanh khoản của những cái dòng căn có cái đơn giá hấp dẫn như này ở một cái vị trí ok, thiết kế đúng cái gọi là cái thẩm mỹ của mình và đúng cái thị hiếu của thị trường nữa, thì các bác quý chị chúng ta có thể nhanh tay lựa chọn cho mình những cái dòng sản phẩm bất động sản tại Vincom Ocean Park 2 trong cái giai đoạn hiện tại. Và sau cái giai đoạn hiện tại có lẽ là nó sẽ vào một cái nhịp sóng mới cho năm 2024 ở bên Ocean Park 3. Đấy, thì lát nữa mình chia sẻ cùng với anh chị lên phòng thủ tục ở trên tầng 3 của Vincom để ký thỏa thuận đặt cọc ở trên đấy, và anh chị sẽ sử dụng phương án thanh toán sớm nha các bác nhé. Ok, các bác quý chị sẽ theo dõi quá trình Minh Chiến cùng với anh chị khách hàng lên ký thỏa thuận đặt cọc, và các bác anh chị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với cả Minh Chiến nha các bác nhé. Thông thường thì khách hàng mà có đến trung tâm thương mại Vincom thì chúng ta sẽ gửi xe ở phía đằng sau này nhé các bác nha. Gửi xe ở phía đằng sau, sau đó chúng ta sẽ đi vào trong trung tâm thương mại. Ở đây thì sẽ có bãi đỗ xe ô tô cũng như là bãi đỗ xe máy ở trên kia đấy ạ. Đây, anh khách hàng của em đây rồi đấy. Bây giờ là Minh Chiến ra đón anh chị đi vào trong trung tâm thương mại đây ạ. Ký cái này nó khá là nhanh nên là Minh Chiến cũng bảo luôn anh chị là đỗ luôn ở đây cho nó tiện. Vâng, em mời anh ngồi. Anh kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình. Xong rồi đấy. Vâng, xong. Bây giờ là đợi 10 ngày sau. 10 ngày sau là anh nộp vào là 20% theo cái phiếu đề nghị thanh toán này. Thế thôi, sau khi mà anh nộp xong 20% đấy thì nó sẽ có khoảng 40 ngày. 40 ngày nữa là đợi mình chờ đợi để ký hợp đồng mua bán. Anh chị về cẩn thận nhá. Đấy, vậy là về cơ bản thì cái thủ tục ở trên này các bác quý anh chị trong quá trình mua thì Minh Chiến vẫn hỗ trợ đến khi mà các bác và quý anh chị xong xuôi hết, cho đến cái mặt đó là hoàn thiện hỗ trợ nội thất đấy, để các bác và quý anh chị có thể gọi là nhận nhà và cái quy trình thủ tục cho nó êm xuôi, vì đây cũng là một cái tài sản rất là lớn đấy. Rất là cảm ơn toàn thể các bác quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ Minh Chiến đấy. Các bác quý anh chị mà có nhu cầu về các dòng sản phẩm bất động sản ở tại Vinhom Ocean Park 123 thì có thể liên hệ trực tiếp với Minh Chiến qua số line 0965886822 nha các bác nhá. Đấy, và bây giờ thì có lẽ là em sẽ di chuyển đi về đây ạ. Tạm biệt toàn thể các bác nhá. Ngày hôm nay trời đang mưa rất là lớn, đang bão.